Xin chào tất cả các em ừ. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Nhật Minh TV Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục chơi game Raibo và những người, bạn... những người bạn Nhưng mà những người bạn này là những người bạn quái vật vô cùng là khác nha Không chỉ có những uh, uh, blue hay là red mà có những quái vật nữa Các em nha Bây giờ thì chúng ta sẽ vào game để xem những quái vật đó là gì nha vào Đây vào đây game các em ơi đâu. Đấy Ui. Những quái vật lại còn biết cả bay nhảy đây này Chúng ta sẽ hợp nhất những con rival màu tím đã vào nhá. Trời ơi. Đấy, giải chắc... quái vật là Oran. Sao bên mạng có con gì quái vật gì to thế? Đấy, để chiến đấu nhá. Chà, ui, to nhưng mà yếu thôi. Ui. ui. Ui 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 khỏe thế. Đây là à đây là Blue nhưng mà được tiến hóa. Bờ lu Blue được tiến hóa các em ạ. À. Chứ không phải là quái vật gì lạ lẫm cả. Đây là chú Blue mặc à, kỵ binh của ngày xưa. Ta sẽ nâng cấp nhá. Nâng cấp Blue xanh này. Đấy. Lên này, lên bờ ru cam. Lên 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 lên. Ôi, tốn kém quá các em ơi. Lên nào, lên nào thêm một chú thôi. gì đấy. Lên này, ui ra lên chú lên rùa. Rùa. Lên ra rùa. Tiếp lại ui. bây giờ mới lên được chú bờ, lu cầm cái chùy thôi. Cầm một cùng đi. Một cùng này. Hợp lên nhất chú. này. Hợp nhất này. ui Ê. Bây giờ mới ra con vịt hả? bốn con thì ra được một con vịt ra con vịt, ra con em. vịt, đây, đây rồi. lên, đây rồi Hợp nhất con này để xem ra con gì nhá Cái con gì đấy, chà ui, da thế. con Oran cấp 2 to Màu thế. xanh luôn các em ạ, wow này khổng lồ luôn Nó vậy? cầm một cây gậy để nó bắn luôn các em ạ Bây giờ mình sẽ mua tiếp cái chú này đi Thôi hết tiền rồi các em ơi, hết tiền rồi, nhanh thế Bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu thử nhá Ô chú cầm cái gậy to này xem nào. Long ơi, lên. Wow chú rất là khỏe luôn nhưng mà chú bắn hơi chậm nhá. Ôi, bắn bắn được đấy bắn được đấy. Ôi chú bắn ra cả, cả yeah. quả cầu màu Ôi. đỏ. Ui khỏe. Bắn một cái nhờ. tiêu diệt một con luôn ha 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 bên bạn quá là yếu luôn. Sơ chú khổng long. mình khỏe lòng chú quá là mạnh luôn. Ôi bên bạn có cái chú gì kia. Chú gì kia? Ribo màu hồng lại có quả bím tóc à. <laughs> oh không sao hết á. À. Bên mình cũng có rainbow màu hồng bím tóc đây này, này Thế Được hả? nào Bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu nha Nào thì rainbow màu hồng cầm bím tóc lại đấm à, nhau này Đâu bên... Chú của mình đeo vương miệng mà Bên bạn không có vương miệng à Bên bạn cũng là vương chà! miệng Chà Cầm bím tóc, ừ, cầm bên bím tóc hai bên này, là... này. Ối, Ui đây. Chà Ui, Ui Nó gầm lên cho nó Bắn ra một trường luôn Con con có phủ lao bên kia cũng phải Gớm quá nhận. Nhưng mà bên mình khỏe hơn nhiều Ha ừ. ha <laughs> Bên ừ. bạn oh, Bên bạn vẫn yếu lắm Bên mình sẽ mua thêm được một con rainbow. Ôi, mua được một con hả? Phải 2 con mới đủ. ôi nhìn chú chú khủng long của mình à, xịn dạ, thế. chiến đấu nào khủng long xịn của ta. À, cố lên. bắn đi bắn nhanh lên. bắn đi nào. u khỏe trượng. wow. bắn nhanh lên. u nó vận lại công lên cho máy Bắn ra được quả cầu và nó đã tiêu diệt bạn các em ạ. À. ôi chị hồng ơi bên bạn có con gì kìa. Con ừ. rai có cái sừng ở sau lưng luôn. Và... nó có cái móng vuốt của người sói luôn. đây con... là, là con khủng long này của mình màu xanh nhưng mà của bên họ à, là màu đỏ. Đo... bên bạn cũng có con khủng long màu đỏ cầm Trời... cái cái gậy gậy phép lưỡi thuật. Lưỡi hái từ thân. Ừ. gậy phép thuật thôi. à thế hả? chiến đấu nha. ai à, sai ơi bên bạn bên có vẻ mình khỏe hơn mình đấy. bên nhỉ? mình đông lắm, bên mình có rất nhiều rai cầm rìu màu màu vàng không nhưng mà mình bố này cứ... bố này bố này cố lên, đề, lên. Ô, ôi thì sao lại thế ôi bên bạn có một xíu máu kìa ôi trời ơi ôi, sao ôi, thế? con rồng dòng... à, sao mình lại yếu hơn Thì bên bạn khỏe hơn mà con kia là con khác con xịn đấy à con xịn hả à? không phải con y chang mình à cái con này là con xịn đấy mình hợp nhất đi mình hợp nhất con vàng vàng ừ. vào đi hợp nhất rai vào hợp ồ, nhất ồ. này hãy vào tiếp chú, lên chú rai ribo... bô oh. bây giờ chúng ta sẽ hợp nhất chú rai có bím tóc này vào nha có bím tóc Còn hai cái cưa à, anh ơi cái chú ấy mặc cái gì kia à, mặc bỉ mặc bỉm <laughs> raibo này lớn rồi nhưng vẫn mặc bỉm luôn mặc bỉm tào lao nha mình sẽ hợp nhất các bạn như... tên tên ô oh, ôi ra raibo raibo màu có xanh sừng ở trên đầu có sừng luôn. ở trên đầu sau lại có thêm cả cái vương miệng này ừ. xong rồi có sừng đằng sau lưng này đấy raibo này rất ôi, là khỏe luôn có gai à anh ừ giống raibo bên đạn kìa à. có gai có móng vuốt luôn ghê chưa ghê chưa bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu nha chờ bề thắng chắc rồi thắng chắc bạn cái ơi Thắng Mình chắc khỏe còn... hơn rồi Cũng chưa chắc vì mấy bạn, bạn Có con uh, Oran Sao ông Raibo lại đánh có vẻ mệt đấy Đây đây à, à không, thắng, thắng, thắng Thắng rồi Thắng rồi, yeah Không hề mệt, ui Bọn kia bắn không mất máu luôn các em ạ à. Sao chiêu của chú Bên kia bắn thì, thì sẽ không mất máu được Quá là kém luôn Wow, mấy bạn đông thế Hình như vẫn thế. Không, đông hơn có hai con chỉ, Rainbow này này. Chỉ là này. thêm hai chú Rainbow ừ. thôi. Bây giờ mình nâng cấp đi, mình nâng cấp cùng đi nhá. Anh thích cùng đúng ờ, không? Nâng cấp cùng đi. Một con cùng à? Hay mua ờ, nhiều hơn. Cứ mua xong nâng cấp dần tên, dần. Tên 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 tên. Ra vịt anh ạ. Bây giờ mình nâng cấp con rồng xem ra gì? gì, nào. Nâng cấp đi không có nhiều tiền đâu mà em mua thế, không có nhiều tiền đâu. Không có nhiều tiền đâu mà. Yeah. Ờ, lên. Lên. Chà, ôi, một tiết, một tiết, một tiết đi, mua để lưng cất thêm con rồng nữa nhỉ? Ờ, à, đó, đó, là, Hết tiền rồi. Hết tiền luôn Không phải rồi. là có nhiều tiền đâu. Ôi, ơi, ơi. Lẻ nhiều quá. Ôi, <laughs> thiếu mất uh, vài con nữa thì mới lên được con rồng. Ôi, rồi, ơi. Rồi. Nhưng thế không này sao. đủ mạnh rồi. Như vậy là quá mạnh rồi, chiến đấu thôi. Không lên được con rồng nhưng mà chúng rồi, ta vẫn giành thắng. Này, hai con Raibo cầm cái móng vuốt của người Người sói đang yeah, quýnh nhau yeah. và Raibo của mình một giành chiến thắng chiến rồi thắng. Này ôi. thì con rồng này, con rồng nó đấm cho một cái là sao, sao, xỉu luôn Sao mà con mình đấm một là luôn vì nhỉ? Vì con đấy con, con khỏe mà uh -huh. Con khủng long kém hơn uh -huh. Bên bạn đông chưa, đông Bên chưa bạn thêm mấy chú Raibo màu hồng ừ, Lại còn Raibo rùa làm gì ơ mua thêm được một con này Mua thêm được một con, hợp dùa. nhất này Hợp nhất, ừ, này. nhất này, ôi ơi, thiếu mất bốn con nữa à Chiến đấu nha Chiến đấu lên ra ruộng lên ra ừ, ruộng máy bay, máy bay, bay kia máy với cả bay đang đánh nhau nhỉ Cái bạn yếu quá Hay? ôi ôi tưởng yếu sao mà không hay là yếu yếu, yếu chỗ nào ôi không, không 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 ôi, tôi xong tôi rồi ôi, ôi ơi, ơi, Bên ơi. bàn khỏe quá các <laughs> em ơi nó khỏe mà nhở mình sẽ nâng cấp nhá mình sẽ nâng ừ. cấp con uh, sờ cung của mình lên đi nhờ cha cha cung 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 lên 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 này rồi Sẵn rồi lên con vịt lên, lên Lên cái cậu bé biết bay Chà Lên, lên cái con báo đốm Chà Lên, lên hai con khủng long rồi Ha <laughs> ha Ui nhìn con khủng long này khỏe thì khỏe lắm Bây giờ thì mình sẽ hợp hợp yếu yếu Chà Ui Ô, Ra một con khủng cô... long level ờ, Level 7 Godzilla hả Giống Godzilla không Ừ Giống 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 rồi Giống 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 Chúng ta sẽ chiến đấu thử nha hey Bắn đi Bùm Ui Khỏe lắm nha Bùm Ăn đi Oginha ơi. Bùm. Godzilla cố lên. Vì vẫn không ô, cố, là... cố, la, cố lên. Godzilla. Godzilla, bùm. Cố lên. Ồ ôi không không không. Ồ xong tôi... rồi xong rồi. Thôi xong rồi. Godzilla là... vẫn không ăn được thì ta phải nâng cấp tiếp thôi. Sao lại có thể yếu một cách như vậy được? Hay à, sao lại khỏe thế nhỉ? Sẽ nâng cấp những chú Rasebo. Trại Bo Blue lên. Bo Blue lên. Đi có lên bà được bà lưu cái chú kia. À? Blue vàng. lên lên lần này xong mất thuốc nữa là chúng ta sẽ thắng chắc luôn, nâng cấp nhiều Raibo như thế này thì chỉ có tháng thôi. Anh chắc không? Đi con rùa rồi này, lên, Anh chắc không lên cầm chì rồi này, oh, lên Raibo mặc áo thủ dân rồi này, Ủa oh, nhưng mà thiếu nhiều quá. Hết tiền được em ạ, oh, hết tiền rồi. Ôi, thiếu mất một con, hai con nữa để có thể là, ui, mà đông lắm nha, là này thắng <laughs> chắc luôn rồi. À, hãy xem tới đây chào cố lên, lên cố, cố lên những chú gai bộ quý gai bộ rùa này gai bộ thời cổ đại này gai bộ người sói này uầy cố lên giờ thì lại chào cố lên nào cố gì à cậu ấy khỏe nhờ Nhưng khỏe có thêm mấy chú gai bộ thôi mà cậu ấy khỏe lên cậu ấy mất mất đã miếng. khỏe mà cậu ấy không bị tiêu diệt luôn Ôi, ui, 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 bên bạn rất nhiều gai bộ thổ dân luôn cái gì đây toàn gai bộ thổ dân màu hồng luôn đôi bốn ba con sóc không sao bên chúng ta mạnh hơn rất là nhiều lại ui thổ dân ném một cái xỉu luôn ui rồi ơi. không thủ dân lại yếu lắm khủng long ném một cái là xỉu Ôi, còn nhảy đạp hả ừ. con, right. con, con, con thủ right. dân lại yếu lắm anh ạ con rai người sói của chúng ta khỏe thế chào yeah. không như mà bạn cũng khỏe phết đấy không hề là đơn giản nha bên bạn cũng rất là khỏe tiêu diệt hết bên mình rồi ui Ôi, bên bạn bây giờ có lại có Raibol hồng hai chú rai hồng đẹp đe... à, búm bỉm tóc rồi bây giờ mình sẽ mua thêm được một chú này Bố, Ôi mới mua thêm một chú bọ Chà xem mẹ cố mạnh không lên. nào Ủa, Sao mấy con nhím sóc của bên bạn khỏe cố phết lên. nhỉ Bên mình cố, cố lên nào Cố, cố lên. lên ui Cố lên Ủa, sao chú Xong, khó rồi. Khó Xong rồi Xong rồi không, mình... Xong làm sao Xong được Xong rồi à. Dời ơi, Bên bạn khỏe quá Xong mất rồi U, Tưởng thắng mà lại Ai. thua Trời ơi Bên mình chỉ mua được thêm một chú thôi này Ủa, Thế lại có thắng không nhỉ Một chú Raibo Chiến đấu nhá Ừ để, à không ai ơi, xem này chắc là thắng đấy để về đây, đây đi ừ. Rồi, chiến đấu nhá ừ. hay cha cố, cố lên nào rai cố lên nào Rainbow người sói ơi rai ơi. friend. Rainbow rai, rai bộ người sói ôi. ôi không được cái em bay không được ai bên mình tụt máu nhanh nhờ bên bạn khỏe quá bên mình không đỡ được để xem có mua thêm được một chú nữa để cố gắng thắng không nào cái trận này căng quá mà hết tiền rồi các em ạ, mua thêm một chú này. Mua được một chú rainbow màu hồng. Để thế này đi. À không. Chúng ta phải sắp xếp lại để xem bên này. Con này bên này. Đấy, bây giờ để xem bên bạn có còn thắng được nữa không nhá. Bên mình thắng chắc chà, rồi. Chà, cô lên, chà, cô lên rồi Raibo ơi. Raibo người sói cô lên. Úi giời ơi. Raibo người sói cô lên. Xói, cô cô lên. lên. Này thắng chắc rồi. Không. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Yeah. Ba con sóc kia thì mỗi con một bắn. Đúng chà, rồi. Trời yeah. <laughs> ơi. Cuối cùng thì chúng ta đã giành chiến thắng rồi, may quá các em ạ. Tưởng là thua chứ. Để xem. Ui. Ừ, bên bạn có bà khủng đông long thế. kìa. Bên bạn có khủng long này. Có khủng long đỏ, có con, uh, à, khủng long lửa. Có con blue người sói này wow. Ừ. có thể con cung nữa để cho đông. Chiến đấu nhá. Ok. Hay cha. chà. Không chà. có gì cả. Bên chúng ta có chà. khủng long Ờ, Godzilla cơ Cô mà bên bạn làm gì có cửa úi rồi bạn không cửa rồi bên bạn không cửa rồi cửa sổ bên bạn thua chắc rồi úi rồi ôi cái bên gì? bạn còn yếu hơn trận trước luôn đi ừ. ôi trận trước với mình còn bị tiêu diệt nhiều chứ trận này với bạn bị tiêu diệt hết rồi trời à, con gì đây con gì đây ủ đông thế ôi nhìn thế này mới mới sợ này ừ. kiểu chiến đấu là đông nhỏ đông đông thế này à, bên bạn mới có thể năng thắng với mình này thấy chưa đông U. cái này đông còn còn khỏe hơn là không đông ấy ui Ui. Wow. Ui. Ui hết luôn rồi. Ui. Tôi xong, tôi Ui thôi xong rồi. Rồi Godzilla của bên chúng mà ta này được... là đông khỏe hơn là hợp nhất mạnh lên các em ạ nha em ơi, như vậy là video Raibo và những chú khủng long Godzilla của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em xem video thì nhớ là cho anh và chị một like. Đăng ký kênh và một nút chia sẻ và bấm chuông bên dưới nhá. Còn, Còn bây, bây giờ, giờ thì xin chào tất cả các em. em.